RTX 3080 Ti giá 35 triệu. Tìm. Bây giờ các bạn muốn mua, mình sẽ chỉ các bạn cách mua con RTX 3080 Ti giá 35 triệu. Đầu tiên là các bạn lên Shopee, các bạn gõ từ khóa làm cái gối thật là êm, các bạn về các bạn mơ thì các bạn sẽ mua giá đó. Còn bây giờ vào thời điểm tháng 6 năm 2021, trên tay mình là một chiếc 3080 Ti có cái mức giá nói chung là ở mức trung bình khi mà giá của nó đang là 54 triệu đồng các bạn ạ. 54 triệu đồng nhá, chứ không phải 35 triệu đâu. Và thực ra thì sức mạnh con 3080 Ti này, anh em nào mà chịu khó lên mạng mấy hôm nay thì biết hết rồi. Tại vì nó thì mình tóm tắt một chút nhá. Thì con 3080 Ti này với mức giá là khoảng tầm 50, 52, 53 triệu ấy, thì anh em sẽ có một con card có sức mạnh có thể coi như là ngang bằng 3090, với mức giá là 3090 đang khoảng tầm hơn 70 triệu cho một con card. Tức là anh em nói chung là xét về một phương diện nào đó thì nó đúng là nó rẻ hơn con 3090 thật. Và con này sẽ hơn con 3080 ở trước khoảng tầm là 5-10% gì đó. Và coi như là bây giờ bạn mua con này để dùng cho nó thay 3090 rẻ hơn là được ổn. Và đây là một con mẫu card mà các bạn dùng để chơi game 4K ở mức 60fps trở lên, hoặc là các bạn nào đang sử dụng những con màn hình 2K 144Hz ấy, thì đây là một con card để các bạn chơi cái đấy. Ok chưa? Còn hôm nay thì mình sẽ không đi sâu về hiệu năng, tại vì hiệu năng thì mình vừa nói các bạn biết hết rồi. Mình sẽ đi sâu vào đó chính là mình sẽ unbox con 3090 đến từ Gigabyte này với tên gọi là Gaming OC12GB để xem thử xem là cái phiên bản này nó nhiệt độ các thứ nó ra sao và nó có mát hay không. Chúng ta cần cái đấy thôi. Còn hiệu năng ra sao thì anh em xem trên mạng có hết rồi. Thì đây là vỏ hộp. Đây là một phiên bản Gaming OC, tức là nó sẽ cao hơn phiên bản Eagle. Và Eagle nó như thế nào, nó còn tầm 49 triệu thì phải. Gaming OC cao hơn một tí này. Thì bên ngoài chúng ta có rất nhiều thứ, thông tin linh tinh, 3 năm bảo hành này, RGB này, quạt WinForge. Phiên bản này được ép sung sẵn một chút từ nhà sản xuất. Và anh em này, bên 3080 Ti rất là to. Đằng sau chúng ta có mấy cái công nghệ lồng ngoằng, đèn LED các thứ. Thì tí nữa chắc là mình mở ra mình xem thôi. Bày đọc cái vỏ hộp nó hết ngày. Rồi, cái vỏ. Và chúng ta sẽ có một cái vỏ màu đen và một chữ Gigabyte màu đen hơn ở trên cái vỏ đấy. Mở ra thì bên trong lại là một cái vỏ màu đen và một chữ Gigabyte màu bạc. Ở bên trong này chúng ta sẽ có là phiếu bảo hành, đăng ký để bảo hành 4 năm con card này nhá. Và thứ hai đó chính là một cái quyển hướng dẫn sử dụng nhanh. Các bạn chỉ phải lắp card vào máy và đào được driver thôi mà. Đấy, hết rồi đấy. Tại vì đây chỉ là một phiên bản thấp hơn cái phiên bản Aorus, nên là phiên bản Aorus các bạn sẽ có nhiều phụ kiện hơn, đặc biệt là một con hình chibi khá là đẹp. Và đây, shop. Đây chính là con RTX 3080Ti Gaming OC của Gigabyte. Và nhìn qua thì mình thấy nó khá là dài, nó dài khoảng tầm 30 mấy cm, khá là dài đấy. Nên là các bạn nào cây bé thì nên quan tâm trước và xem trước là như nào. Thì đầu tiên mặt trước nhá, chúng ta sẽ có 3 quạt, chắc chắn rồi, WinForge là 3 quạt mà. Hai quạt này quay theo chiều từ trái sang phải, một quạt ở giữa quay theo chiều từ phải sang trái. Và để làm sao thì Gigabyte nói là họ sẽ cái luồng gió ấy, nó sẽ kiểu nó được thông nhau mát hơn, thì và mình thấy nhiều hãng bây giờ cũng làm như thế. Việc đảo cái chiều quạt ở giữa sẽ giúp cho con card nó mát hơn và không bị nhiễu loạn cái luồng gió. Ở bên trên thì chúng ta có một cái ốp bằng nhựa khá là to, và cái ốp này trải dài đến cả phần đuôi card luôn đây. Không hiểu sao họ cho hai con ốc đây làm gì, mình cũng chả biết được. Thì phần ốp toàn bộ phần mặt trước để cho gió nó đỡ bị đi lung tung. Ở bên dưới mặt ốp thì các bạn có thể thấy ở đây, đây là một con card khá là dày, khi độ dày của nó là 2.5 slot, tức là các bạn sẽ phải mất 3 slot để có thể là gắn được vào nó. Và đây là lớp tản nhiệt bằng nhôm khá là dày ở bên trong, và chúng ta sẽ có rất nhiều ống đồng mà theo mình đếm ở trên cái vỏ ấy. Mình không mở được, tại vì đây mình đếm ở trên vỏ chúng ta có là khoảng tầm 7 cái ống đồng ở bên trong để dẫn nhiệt. Và tí nữa chúng ta xem thử là 7 cái ống đồng của con này nó hiệu quả đến mức nào. Trên nó có mấy cái logo Gigabyte ở đây. Và mặt trước thì mình nhìn thấy thì nó cũng giống, không mà có thể nói là y hệt so với cả con RTX 3080 Gaming OC, chả khác gì cả. Ở đây là một mẫu card các bạn sẽ phải trang bị, đó chính là hai nguồn 8 pin, tức là con card này có thể ăn tổng tối đa là 375W, và các bạn nên trang bị nguồn công suất là 850W trở lên công suất thực để các bạn có thể chạy tốt được con này, khuyến cáo nhé. Nhưng mà có đặc điểm ấy, đó chính là cái phần kết nối cổng kết nối nguồn này của con card này thì họ để hơi ra xa ra một tí. Thì các bạn xem khi gắn những cái dây nối dài như con của con Li, cái dây streamer ấy, thì các bạn gắn vào đây nhìn nó sẽ hơi bị xấu. Ước gì Gigabyte họ dính sát cái này vào nhau một chút nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
và mình qua mặt trước rồi, mặt trước khá là ổn. Đây, khi bạn cắm vào máy thì cái chữ GeForce RTX này nó sẽ hiện lên rất là đẹp và không có đèn LED. Đèn LED chúng ta sẽ chỉ có ở chữ Gigabyte này thôi, và tí nữa mình cắm mình sẽ cho các bạn xem. Và ở mặt sau thì mặc dù trên trang chủ Gigabyte họ cho chúng ta đó chính là cái phần này, họ làm màu nhìn khá là sáng, nhưng mà thực ra khi mình mở ra ấy thì nhìn nó tối hơn khá là nhiều. Và thực chất ấy thì các bạn nhìn thấy bo mạch của nó chỉ là khoảng tầm 20 phân thôi, đến đây thôi. Còn lại toàn bộ khu vực bên tay trái là một cái phần nói là nó gọi là screen cooling, hay là mấy cái chanding gần đây giống như trên các phiên bản 3080 ngày trước ấy, thì gió sẽ đi thẳng từ bên tay trước đâm ra sau. Đấy, còn như vậy thì khu vực đông xuyên thì mặc dù họ khoét một lỗ khá là to ở đây, nhưng mà ở bên trong thì toàn bộ dây dợ nó che hết một phần cái lỗ ấy rồi. Chúng ta chỉ có một ít chỗ này là cái phần tản nhiệt nó đi xuyên qua thôi. Đằng sau chúng ta sẽ có một cái chữ GeForce RTX màu đen ở đây, và một chữ Gigabyte màu trắng rất to ở giữa. Và họ cũng có một cái tem Seria ở đây này, và một cái tem bảo hành, tem của bên hãng bảo hành 3 năm. Nhìn khá là thô ở đây để họ che. Các bạn mà mở cái tem này ra thì các bạn sẽ mất bảo hành nếu mà các bạn tự mở. Còn nếu các bạn lắp nước ở nội computer thì các bạn thoải mái, chúng mình sẽ mở cho các bạn mà các bạn không mất bảo hành. Và ở bên này thì con này sẽ sử dụng cổng kết nối là PCI Express 4.0, nhưng mà nó cũng chả khác gì 3.0 cả. Các bạn cắm 3.0 ở nhà vẫn thoải mái. Các bạn dùng 10.700, các bạn dùng 10.900 vẫn cắm thoải mái, chả vấn đề gì cả. Và đằng sau chúng ta sẽ có rất nhiều cổng kết nối, nhiều ấy nhỉ. Đây, ở đằng sau ở đây chúng ta sẽ có là một cổng HDMI, hai cổng HDMI và ba cổng DisplayPort. Như vậy là quá đủ cho các bạn chơi ở nhà rồi, và đây cũng chỉ là một cạc dành cho màn hình 4K mà thôi, nên là các bạn cũng chỉ có dùng đến một trong các cổng này thôi. Cắm cổng nào tiện các bạn thì cắm. Và ngoài ra một điểm mình nên lưu ý với các bạn, nếu mà các bạn dùng những vỏ cây hẹp như con Lenovo 11 Dynamic ý, thì cái phần gồ lên thế này của con cạc sẽ khiến các bạn có thể sẽ không đóng được nắp cây. Mình chưa thử nhưng mình nghĩ là với những cạc dày như này khả năng đóng nắp, đóng nắp không con Lenovo 11 Dynamic sẽ gặp vấn đề. Và mình nghĩ là các bạn sẽ nên quan tâm đó chính là cái phần kích thước của cạc này khi các bạn mua với những cây nhỏ. Với cái độ dày khoảng tầm là 30cm ý, nó sẽ khá là phù hợp với cả những con vỏ cây hiện tại. Bởi vì bây giờ vỏ cây hỗ trợ đã 40cm cả rồi. Chỉ trừ trường hợp với những vỏ cây nhỏ như NZXT H510 ý, thì các bạn sẽ phải lưu ý đó chính là việc các bạn gắn cái ô nhôm qua mặt trước sẽ kích vào và con cạc sẽ không gắn được. Đấy là cần là quan tâm thôi. Còn bây giờ mình sẽ cắm thử nó vào cái hệ thống để xem thử là cái hệ thống tản nhiệt 3 quạt và dày cục mịch cái này nó có mát hay không. Thì hiện tại mình đang cắm con này vào đây và cái màn hình các bạn thấy rất là to uỳnh ở đây, đó chính là con Gigabyte Aorus FE32U. Ngắn gọn, nó đã có màn hình 32 inch 144Hz và nó độ phân giải là 4K của Gigabyte, và nó cũng cùng dòng các dòng FE27 ngày trước mình làm ấy. Thì sau khi cắm con này vào máy thì chúng ta thấy đó chính là anh em có cái đèn LED ở đây, đèn LED Gigabyte ở đây. Đây là đèn LED cái dạng ARGB, gọi là LED kỹ thuật số. Em chỉnh rất nhiều chế độ thông qua phần mềm Gigabyte RGB Fusion. Và thực sự thì chúng ta bỏ 53 triệu chúng ta có đèn LED này, nó khá là ít đèn LED. Nếu anh em mà thích cái đèn LED mà kiểu nó mập, kiểu lập lòe các thứ ấy, thì có thể thử các phiên bản Aorus. Còn các phiên bản như là Gaming OC như này, hay là phiên bản mà Eagle OC ấy, thì nó chỉ có đèn LED rất là nhỏ ở khu vực cuối cạc này mà thôi. Còn lại xung quanh chúng ta sẽ không có LED gì cả. Và đấy là cái đèn LED của cạc ở đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm đó chính là với full max. Đó, mình đã bật full max xem như nào. Rồi, mình bật Thunderly Info luôn. Thì hiện tại đang ở chế độ mặc định nhá, của con GPU. Đấy, GPU Z đây nha. Chúng ta sẽ có cạc đang chạy là 1710MHz, nói chung là mức cao hơn một chút so với xung mặc định nhà sản xuất. Và cái phần nhiệt độ thì ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy nhiệt độ của nó. Nhiệt độ bây giờ là 46 độ C ở chế độ mặc định, và quạt như là không quay đúng không? Đúng rồi. Quạt đang không quay, tức là quạt sẽ chỉ quay khi cạc bắt đầu đạt khoảng tầm 60 độ trở lên, để coi như các bạn khi mà các bạn duyệt quét hay chơi game nhẹ ấy, nó sẽ rất là êm. Và đây hiện tại là chúng ta chỉ có mỗi sensor ở phần GPU thôi. Thì nhanh gọn mình sẽ bật luôn full max ở chế độ max setting. Rồi, hiện tại mình đang bật và nhiệt độ GPU đã lên khá là cao, và bây giờ hiện tại rồi, đó là 64 độ C ngay sau khi một tí mình bật full max và quạt tăng quay. Nhưng mà hiện tại mình nghe có vẻ là khá là êm.
thôi mình thấy là khá là êm của con quạt này. Đang chạy một lúc thì nó khoảng tầm 65 độ C. Hiện tại là đang chạy tối đa mức TDP rồi, tầm 95-96% đang chạy. Thì mình sẽ để cái này một lúc và tí nữa chúng ta sẽ nói về cái phần nhiệt độ sau khi chạy cái full max này. Và còn tổng thể thì bây giờ mình chắc là đợi lúc thôi. Few moments later. Và sau khi mình chạy full max ấy, khoảng tầm 15 phút thì bây giờ nhiệt độ của GPU đang là khoảng tầm 69 độ C, là một mức nhiệt độ mình đánh giá là khá là ổn, đặc biệt với một con cạc thuộc cái phân khúc gọi là phân khúc tầm trung, không phải là cao cấp như là Outroot, không phải là rẻ tiền như Eagle OC. Đây là phiên bản tầm trung, đó chính là Gaming OC. Mức nhiệt 70 độ này đấy, của mình đánh giá là khá là ổn và có thể tạm gọi là mát. Nhưng mà đặc biệt ấy, thì đây mình đang ngồi ở ngoài nhé, ngồi trên bên table thì nó sẽ mát hơn việc các bạn để thống kê rất nhiều. Khi mà các bạn để thống kê ấy, thì con này nó sẽ dâng lên khoảng tầm là 75 đến 77 độ là chuyện bình thường, các bạn không có gì phải lo lắng cả, và nhiệt độ đấy vẫn là nhiệt độ ổn cho một chiếc cạc cao cấp như này hoạt động. Và mình sờ ở đây thì công nghệ thổi xuyên thấu VIA ấy, mình thấy nó thổi được một ít, cũng có gió ra ngoài. Và mình ngồi đây thì cảm nhận được khá là rõ rệt cái sức nóng của con cạc này tỏa ra, nó ăn rất là nhiều điện. Và bây giờ xét đến cái việc con 3080 Ti bây giờ các bạn có nên mua không, thì nếu mà các bạn nghĩ đến phương án tiêu cực là bây giờ giá cạc đang cao ấy, thì các bạn đừng mua bất cứ một con cạc gì cả, kể cả 3060, kể cả 1050, 1660 gì cả, cạc các đội giá hết. Và các bạn nếu mà nghĩ tiêu cực thì như thế. Còn nếu các bạn nghĩ tích cực ấy, thì các bạn đang có một con cạc hiệu năng ngang con 3090 khoảng tầm 70 triệu, trong khi đó con này chỉ khoảng hơn 50 triệu thôi, tức là các bạn sẽ có một con cạc gaming. Nếu mà gaming thì nó sẽ là ngang phơ với con cạc đắt hơn rất nhiều. Các bạn tiết kiệm được khoảng tầm mười mấy triệu, gần 20 triệu khi các bạn mua một con cạc 3080 Ti như mình đang có ở trên bàn đây. Và thiết kế thì tùy các bạn, mình thiết kế con gaming OC này thì nó vẫn thế, nó vẫn giống con 3080 của Gigabyte, vẫn giống tất cả các phiên bản gaming OC khác của Gigabyte. Đẹp xấu tùy các bạn. Đèn LED thì đúng là nó có, thì các bạn thích nhiều hơn thì các bạn mua những phiên bản như Outroot. Các bạn không thích đèn LED thì các bạn mua phiên bản như là Eagle OC đấy. Và mình nói lại về sức mạnh con 3080 Ti này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn nếu mà các bạn chơi màn hình 4K với tần số quét khoảng tầm là 60Hz. Và những con trong 4Hz như là con FE32U này là vẫn hơi căng, nếu các bạn chơi trên chip AAA ở các độ phân giải cao, ở thiết lập cao nhất và độ phân giải 4K, các bạn chỉ được khoảng tầm trên 60fps mà thôi. Còn nếu mà các bạn muốn chơi các tựa game chip AAA ở độ phân giải full 2K và tần số quét là 1.4Hz trở lên ấy, thì con 3080 Ti thì cũng đáp ứng được rất là tốt. Và các bạn nghĩ sao về con Gigabyte Outroot RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB này, thì cho mình biết trong phần comment nhé. Và các bạn có sẵn sàng bỏ ra 54 triệu để mua con cạc này không thì cũng cho mình biết luôn. Còn mình thì bây giờ thực sự là tiêu cực thì giá hơi cao, nhưng tích cực thì thực sự là nó khá là mạnh, và nó đây là một con 3090 phiên bản thu nhỏ và rẻ hơn khá là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và các bạn đừng quên là chúng mình có một channel mới, đó chính là Hà Đại Computer Quốc Review, nơi mà chúng mình làm những bài test nhanh gọn với những con cạc như thế này. Các bạn hãy thử subscribe ở trong phần bên này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.